Xin chào mọi người đã đến với kênh của Nhi. Hôm nay Nhi có làm bánh trung thu thập cẩm trứng muối cho cả nhà của mình ăn, và cũng còn vài tháng nữa tới Tết trung thu rồi nên Nhi chia sẻ đến các bạn luôn. Thì các bạn hãy vào bếp làm cùng với Nhi nha. Và các bạn nào lần đầu tiên đến với kênh của Nhi mà chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký và nhấn chuông để theo dõi những video mới từ kênh của Nhi. Và đây là những phần nguyên liệu để làm món bánh trung thu thập cẩm trứng muối ngày hôm nay. Và trước tiên là mình đi làm trứng muối thì Nhi có đây là 12 cái trứng muối. Bây giờ Nhi đi đập để Nhi lấy những cái chồng đỏ, Nhi rửa qua sơ dưới nước lạnh. Và sau đó Nhi cho vô rượu mai quế lộ mình rửa qua một lần nữa. Và bây giờ Nhi quét cái dầu mè lên trên xung quanh cái trứng muối để mình nướng, thì mình ăn có thơm mùi dầu mè rất là ngon. Và bây giờ Nhi đi nướng với nhiệt độ là 360 độ F trong vòng 5 phút. Vì Nhi muốn cái lòng đỏ trứng mình lòng đào á, nên Nhi nướng 5 phút. Các bạn muốn trứng mình chín luôn á thì mình nướng 10 phút nha. Và bây giờ mình đi làm phần vỏ bánh trước nha các bạn. Thì Nhi cho vô đây là 40 ml dầu hoa hướng dương, 10 g bơ đậu phộng, các bạn có thể dùng bơ lạc cũng được, và 2 lòng đỏ trứng. Mình đánh cho lòng đỏ trứng nó tan ra. Và sau đó Nhi cho 190 ml cái nước đường. Nước đường này thì Nhi mua cái loại nó để cooking syrup đó các bạn. Và 1/4 muỗng cà phê muối nở là baking soda. Mình quậy cho cái muối và nước đường nó hòa tan với nhau. Và sau đó Nhi quay qua là 200 g bột all-purpose. Mình quay qua quay gì cho cái phần vỏ mình nữa, mình làm nó mịn. Và 100 g bột làm bánh Nhi cũng quay qua luôn. Các bạn có thể dùng hết bột all-purpose cũng được, nhưng như dùng bột làm bánh thêm vô thì nó bánh mình nó sẽ mềm. Và mình quậy cho cái bột này đến khi nào cái bột nó sệt lại như vậy nè thì mình đi nhồi bột bằng tay. Mình nhồi đến khi nào mình không còn thấy bột khô nữa là được, mình đừng nhồi lâu quá, vì lâu quá cái bột của mình khi mình làm bánh mình nướng nó sẽ bị chai. Và bột mình nhồi không còn bột khô thì như cho bột nghỉ trong vòng 45 phút. Và hôm nay cái phần nhân á, thì Nhi làm tất cả các loại hạt, mình thích loại nào thì mình dùng loại đó. Những loại hạt Nhi dùng là người ta đã nướng qua hết rồi, nhưng Nhi muốn cái bánh của mình khi ăn ra những cái hạt nó thơm nó ngon hơn á, thì Nhi rang lại thêm 2 tới 3 phút. Và sau đó Nhi tắt bếp. Và những hạt nào mình dùng mà to á, thì mình băm nó nhuyễn ra nha. Còn hạt nào vừa thì mình khỏi cần băm nó nhuyễn. Và Nhi có đây là một cây xúc xích Nhi đã nướng rồi là 50 g, và Nhi sắc hạt lựu nhỏ nhỏ. Và Nhi có 100 g hạt dẻ cười Nhi cũng đã rang qua và băm nó nhuyễn rồi. 100 g hạnh nhân Nhi cũng đã băm nó nhuyễn ra. 100 g hạt điều Nhi cũng băm nhuyễn ra. Và 100 g hạt bí xanh, Nhi hạt bí xanh hạt nhỏ Nhi không băm. Và 100 g hạt mè trắng, thì các loại hạt này Nhi đều gạn lại hết nha các bạn. Và 100 g cái phần mỡ đường á, thì nếu như các bạn mà chưa biết làm mỡ đường qua, Nhi sẽ để đường link phía dưới. Và 100 g cái mứt dâu và 100 g thịt heo chà bông. Và mình đi làm cái phần nước để mình trộn nhân nha. Nhi cho vô đây là 60 ml dầu mè để giúp cái nhân nó thơm, và 80 ml cái phần nước đường cooking syrup. Các bạn có thể thay thế mật ong cũng được. Và 1 muỗng cà phê dung cái vỏ chanh. Và 3/4 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Các bạn không thích không cho cũng được. Và mình quậy cho bột ngũ vị hương nó tan. Và sau đó Nhi cho hết cái phần nhân những cái loại hạt và đặc xưởng đồ mình cho hết vào nha. Thì phần hạt mình thích ăn cái nào mình cho cái đó. Chà bông thì các bạn có thể thay thế gà quay cũng được. Và mứt bí Nhi không có nên Nhi dùng mứt nho.
và mình cho vô đây là 100 ml nước lạnh, ở 110 ml nước lạnh, và mình trộn lên cho đều. Nước lạnh mình cho vào để khi mình cho cái phần bột nếp nếp dẻo nào là 140 g mình cho vào mình trộn, thì cái phần nước nó sẽ giúp cái bột mình nó nở ra. Nhưng mà bột nếp dẻo á, thì mình cho vào từ từ, mình không có cho một lượt hết 140 g nha. Mình cho vào mình trộn đều đến khi nào mà mình bóp cái nhân mà nó dính lại nè các bạn, nó quấn cục lại như vậy nè. Xong rồi mình đè xuống mà cái nhân nó không có bị gờ ra là nhân mình đã đạt đó. Thì Nhi sử dụng là 140 g bột nếp dẻo. Và bây giờ mình đi chia phần nhân ra nha. Thì cái bánh của Nhi làm là 120 g, phần nhân của Nhi là vừa mình căng luôn phần trứng muối luôn là 80 g, phần vỏ bánh là 40 g, thì phần nhân nó gấp đôi phần vỏ bánh. Thì mình cho cái nhân xong mình ấy một lỗ, mình cho trứng muối vào và sau đó mình cho lại, mình bóp cái phần nhân của mình thiệt là chặt nha. Và bột mình đã ủ được 45 phút rồi, thì bây giờ Nhi đi xe cái bột này ra. Thì cái phần bột á là Nhi dùng, ở Nhi đem đi căng là mình căng là 40 g, thì cái phần bột nó sẽ chỉ là một phần nhân thôi, nhân thì gấp đôi, phần bột là 40 g. Và mình đã vo xong nhân và bột rồi, thì bây giờ mình đi làm bánh. Thì Nhi dùng một tí bột áo, cũng là bột nếp dẻo. Cái này nếp, bột nếp dẻo Nhi nói là bột nó đã chín rồi đó nha các bạn. Và mình cán bột ra thì mình cán 12 cm, cái dành ở ngoài nó sẽ mỏng hơn cái phần bột bên trong. Mình cho nhân vào thì cái phần vỏ bánh mình cũng nhớ mình bóp cho nó thiệt là chặt xuống dưới phần nhân nha. Mình đừng để không khí nó lọt vào, nếu mà mình không bóp chặt á thì khi mình nướng ra nó có không khí trong đó thì cái bánh của mình nó bị cái vỏ bánh nó phồng lên, thì nó làm cái bánh của mình không có đẹp, không có sắc nét. Và khi mình đã do là mình cuốn bột xong rồi thì mình vo tròn cái phần nhân lại, mình chỉnh cái chỗ nào mà bị mỏng thì mình chỉnh lại. Và sau đó Nhi cũng dùng một tí bột áo là bột nếp dẻo và mình cho vô trong khuôn. Thì khuôn này là chỉ có 100 g thôi, nhưng mà Nhi làm được là 120 g. Mình cho vào thì mình dùng tay mình ấn cái nhân này thiệt là chặt dẻ xuống nha các bạn. Mình ấn cho mạnh, cho đều dẻ như vậy, thì khi mình ịnh cái bánh ra thì cái sắc, những cái đường nét bánh hoa văn nó sẽ đẹp. Và mình ịnh bánh ra, mình đè xuống, mình giữ 10 giây và sau đó mình lấy khuôn ra. Và các bạn thấy đây là cái chiếc bánh của mình làm, là những cái đường nét của nó rất là đẹp. Thì các bạn cứ tiếp tục làm như vậy đến khi nào hết cái phần bánh của mình còn lại nha. Chỉ nhớ kỹ là mình cho vô khuôn thì mình ịnh thiệt, mình đè thiệt là chặt xuống. Và bây giờ mình đi làm phần sốt để mình thoa lên mặt bánh. Mình đi nướng bánh á, thì Nhi cho một lòng đỏ trứng vô, một muỗng ăn canh sữa tươi, các bạn có thể thay thế nước lạnh, và nửa muỗng cà phê cái dầu mè để giúp mình khi mình quét lên vỏ bánh, cái tạo cái vỏ bánh mình nó thơm mùi dầu mè. Khi mình quậy trứng đã hòa tan rồi á thì mình rây ra cái rây một lần nữa cho thiệt là mịn, để khi mình quét trứng mình nướng á, cái phần bánh mình nó không có bị mắc nét. Và bánh mình đã làm xong rồi nè các bạn. Thì nếu các bạn có bình xịt á, mình phun sương lên mặt bánh. Nhi không có nên Nhi dùng cái tay Nhi phun sương lên mặt bánh. Và sau đó mình đi nướng bánh, mình nướng dưới nhiệt độ là 375 độ F trong vòng 10 phút. Và bánh mình đã nướng được 10 phút rồi. Khi Nhi lấy cái bánh ra, Nhi sơ ý á, Nhi đụng cái tay lên dành bánh nên bị làm mẻ cái dành. Và mình lấy bánh ra, mình lại phun sương nước lên mặt bánh và mình đợi cho bánh nguội trong vòng 10 phút. Và sau 10 phút bánh đã nguội thì mình thoa trứng lên mặt bánh. Khi mình thoa trứng mình cũng thoa
vừa phải thôi nha, mình đừng có lấy nhiều trứng quá, vì nhiều trứng quá trứng nó đọng lại á, khi mình nướng bánh ra thì cái bánh của mình nó cũng sẽ bị mắc cái nét. Thì nếu các bạn thích cái dành bánh mình vàng thì mình thoa xung quanh luôn. Và bây giờ mình đi nướng với nhiệt độ là 360 độ F, mình nướng trong vòng 7 phút. Và bánh sau khi lấy ra được 7 phút nướng nữa thì mình lại phun sương lên mặt bánh và mình đợi cho bánh nguội trong vòng 10 phút nữa. Và sau khi 10 phút nữa thì mình lại quét trứng thêm một lần nữa, mình cũng quét một lớp mỏng thôi. Và nếu các bạn thích ăn bánh trung thu mà xung quanh cái vòng mình vỏ bánh vàng thì mình thoa luôn xung quanh vòng bánh. Và bây giờ mình lại đi nướng với nhiệt độ là 360 độ F thêm 7 phút nữa. Và bánh mình đã nướng xong sau hai lần quét trứng nướng rồi nè các bạn, màu bánh rất là vàng đẹp, rất thơm. Và mình chắc bánh ra cái tray có lỗ thoáng như vậy để giúp bánh mình khi nguội á, cái phần đít bánh nó không có bị ẩm ướt. Và bánh Nhi đã để sau 15 tiếng rồi nè các bạn, cái vỏ bánh nó rất là mềm và những nét bánh nhìn nó rất là đẹp. Thì với món bánh trung thu á, mình làm mình để từ 1 ngày tới 2 ngày, cái vỏ bánh nó mềm á, mình ăn nó sẽ ngon hơn là lúc mới nướng. Và để Nhi cắt bên trong cho các bạn xem. Thì bên trong cái nhân thập cẩm mình nè, cái lòng đỏ trứng muối gì nướng với lòng đào á, nhìn cái màu nó trứng nó dẻo dẻo nhìn rất là ngon. Và khi mình ăn vô á, cái lòng đỏ trứng muối lòng đào ăn rất là mềm ngon, và phần nhân á mình gang sơ lại á, ăn rất là thơm. Thì nếu như các bạn yêu thích bánh trung thu thập cẩm trứng muối theo cách làm của Nhi á, thì vào bếp làm cho cả nhà mình cùng dùng nha. Nếu thấy video của Nhi hay cho Nhi một like và một lượt chia sẻ nhé. Xin chào và tạm biệt các bạn.